Chào tất cả các bạn. Ở phần 1 thì thầy đã giải quyết 12 câu trắc nghiệm về giới hạn dãy số cũng như là giới hạn phần số. Thì đây chính là phần 2 và đây cũng chính là video số 11. Thầy bắt đầu. Câu số 13. Ln phi x tiến tới 1 của x bình trừ 3x cộng 2 chia cho x mũ 3 trừ x bình cộng x trừ 1. Thầy sẽ làm cho chúng ta là hai cách. Đầu tiên, thầy sử dụng máy tính. Thì công việc đầu tiên, chúng ta nên thay một vào tử, một vào mẫu, xem thử nó có phải là dạng vô định hay không. Một số bài toán nó không phải là dạng vô định. Chúng ta chỉ việc là thay số vào tử, thay số vào mẫu thì khi đó nó sẽ được cho chúng ta kết quả luôn. Bây giờ thầy vào thử. Béo lỗi như thế này nó có hai trường hợp xảy ra. Một là dạng không chia không, hai nó chính là mẫu nó bằng không. Thì nếu thông thường chúng ta nên thay vào chúng ta kiểm tra riêng. Bây giờ thầy sẽ làm x tiến tới 1 cộng cho trừ 1/2 chính là phương án C. Thầy gọi lại thử 1 cộng cho trừ 0,499, đây chính là trừ 0,5, cũng chính là trừ 1/2. EF ở đây như ở video trước thầy có nói, ví dụ như E là số rất là nhỏ, là ví dụ như thầy nhập là 0,00 001 chẳng hạn, hoặc là 10 mũ trừ 6 thì nhập vào E. F là 10 mũ trừ 10 hoặc là 0 phải thì nhập vào F. Như vậy câu 13 mình chọn phương án C, đó chính là Casio. Bây giờ nếu mà chúng ta làm theo kiểu tự luận thì chúng ta làm như thế nào? Trên tử đưa hệ số A ra ngoài, tức là số 1, chúng ta khỏi ghi x trừ nghiệm thứ nhất nhân x trừ nghiệm thứ hai, tức là x trừ 1 nhân x trừ trừ 2. Phía dưới mẫu chúng ta thấy ngay là x bình x trừ 1 cộng cho x trừ trừ 1. Rút gọn thì trên tử còn lại là x trừ 2, dưới mẫu là x bình cộng cộng 1 khi x đến 1, tử là trừ 1, mẫu là 2. Chúng ta qua câu số 14. Câu số 14 là một câu nếu chúng ta làm ngay từ đầu nó rất là dễ gây cho chúng ta cái sự nhầm lẫn. Đây là bằng bao nhiêu? Thì bây giờ chúng ta sẽ xem thử. Chúng ta sử dụng máy tính trước. Căn bậc 3 của x cộng 5 trừ 2 dưới mẫu x mũ 3 trừ đi 20 27 y đến tới 3, chúng ta gọi một số nó khá nhỏ. Nếu mà thông thường chúng ta thấy một số nhân cho 10 mũ, giả sử ta trừ trừ 5 trừ 7 trừ trừ 10 chẳng hạn, thì số đó chúng ta xem như nó là rất là không và coi nó là số 0. Nhưng ở đây nếu ai mà hấp tấp chọn ngay phương án A thì như vậy là chưa chính xác ở thời điểm này. Rõ ràng cả ba phương án còn lại B, C, CD. Bây giờ dù chúng ta đem cái kết quả này chúng ta trừ đi 1 chia cho 243 thì rõ ràng cái kết quả này nếu mà thông thường chúng ta coi như đây là số 0, chọn B thì rõ ràng là hoàn toàn không có chính xác. Bởi vì B, C, D đây cũng là những cái phân số mà có giá trị nó rất là nhỏ và nó cũng cần bằng cái kết quả của chúng ta. Thì bây giờ nếu mà chúng ta xử lý Casio thì chúng ta xử lý như thế nào?
Có là hai hướng để xử lý. Một là chúng ta thông qua bước tự luận trước, sau đó chúng ta xử lý KCO. Hai là chúng ta xử lý ngay từ đầu. Bây giờ thầy sẽ xử lý theo kiểu là dùng đạo hàm dạng không chia không. Giới hạn của nó sẽ bằng giới hạn khi x tính tới 3 của đạo hàm thử chia cho đạo hàm mẫu. Nếu bạn nào chưa học về đạo hàm thì chúng ta phải phải chịu khó dùng như thế này. Nếu bạn nào học về đạo hàm rồi thì câu này chúng ta chỉ cần sử dụng đạo hàm, sau đó chúng ta thay số vào thì nó sẽ đơn giản hơn. Cách thầy bấm đây là áp dụng cho bạn nào mà chưa học qua về đạo hàm. Đạo hàm chính là chỗ này, thầy nhập vào tử x cộng 5 trừ 2 tại số 3. Trừ 0,0,083334. Nếu mà máy VN thì ngay chỗ này nó sẽ có tính năng đưa về phân số, tức là đây là cái dãy nó tuần hoàn, dãy số có chu kỳ tuần hoàn. Còn nếu mà sử dụng không có VN Plus thì chúng ta có thể nhập như sau. Ở đây các bạn nhớ dùm là 0,083333. Thầy nhập. Đây chính là 1 phần 12. Như vậy trên tử là 1 phần 12. Chúng ta chia cho dưới mẫu x mũ 3 trừ đi 27 số 27. Như vậy 1 phần 12 chia 27, 320 24. Và lưu ý cái cách này chúng ta sử dụng cho là nghiệm đơn, nhưng mà một số câu nếu chúng ta sử dụng thì ở đây là nó không chính xác. Thầy lấy đơn cử như câu số 10 chẳng hạn. Câu số 10, nếu chúng ta sử dụng cách đạo hàm thì rõ ràng máy tính nó sẽ không có và tính được cho chúng ta, lý do là dưới mẫu nó còn còn không. Sau này chúng ta học đạo hàm thì chúng ta sẽ biết. Nên cái câu 10 này video trước thầy chọn là số gần đúng, 1 trừ tức là 1 trừ cho 0,00001. Nếu chúng ta làm tự luận thì xem thử nó có mất của chúng ta nhiều thời gian hay không. Thầy làm nhanh như sau. Thầy tạm bỏ máy tính qua một bên. Các bạn chú ý, trong tự luận cũng có những cách mà chúng ta thu gọn thời gian. Ví dụ ở đây chính là nhân liên hợp theo kiểu bậc 3 trên tử x cộng 5 trừ 8 dưới mẫu x 3 trừ đi 20 27. Bây giờ thầy bổ sung, phía dưới mẫu cái đây là a trừ b, thầy bổ sung bình, tích và bình. Lưu ý khi thay số 3 vào rõ ràng căn bậc 3 của x cộng 5 nó cũng sẽ bằng 2. Như vậy bình tích 2 nhân 2 bình, thì khi đó chúng ta có là thể làm thông thường bước này. Còn không thì chúng ta sử dụng máy tính để chúng ta tính. Ví dụ ở đây x cộng 5 trừ 8 tức là x trừ 3 chia cho x mũ 3 trừ đi 20 như vậy. Rồi b cộng tiến tới 3 thì bây giờ thầy có thể cho tới b cộng chẳng hạn. Ở đây thầy nhập lộn, thầy quên đưa dấu trừ xuống là trừ đi 20 27. Thầy gọi lại 3 1 phần 27. Như vậy ở đây 1 phần 27 12 là xong. Ngoài ra nếu bạn nào không thích
Thì ngay đây chúng ta có thể là áp dụng hạn thức thì nó cũng rất là nhanh. Nhiều khi nó còn nhanh hơn là chúng ta phải quay lại chúng ta nhập như thế này. Tức là x trừ 2 x bình cộng bx cộng cho b bình là 9. Nha. Cái này với đây trên này nó sẽ rút gọn hết. Như vậy là chúng ta xong. Câu như thế này thì việc chúng ta làm tự luận nó cũng không mất của chúng ta nhiều thời gian. Một số bài mà chúng ta chia hóc nê thì nó sẽ mất thời gian hơn. Chúng ta qua câu số 15. Câu 15 này thầy sẽ làm theo kiểu tự luận phục vụ cho trắc nghiệm. Các bạn chú ý. Khi thầy số 2 vào như vậy, đây là căn bậc 3 của 11, bên đây cũng là căn bậc 3 của 11. Dưới mẫu 0, dạng 0 chứ 0. Thì như vậy đây là căn cùng bậc, thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta nhân liên hợp như sau. Trên tử nó sẽ còn lại là 2x bình cộng 3 trừ đi 5x trừ 1. Dưới mẫu là x mũ 3 trừ 5x cộng 2. Bây giờ chúng ta bổ sung. Đây là a trừ b, chúng ta bổ sung là bình, tích và bình. Bình thì chúng ta được điều gì? Khi nãy mình nói đây chính là căn bậc 3 của 11, như vậy thật ra nó là căn bậc 3 của 11 bình. Tiếp theo là tích tương tự, bình tương tự. Như vậy ở đây chính là chúng ta nhân cho 3 lên. Tiếp theo chúng ta xử lý. Bây giờ thầy thử xem thử là bậc 3 này nó có bao nhiêu nghiệm. Đương nhiên nếu mà thực tế thì thầy sẽ làm như sau. Tức là thầy sẽ nhập vào. Đây là ax bình trừ 5x cộng 2. Dưới mẫu x mũ 3 trừ cho 5x cộng 2. Thầy gọi tiến tới 2. Như vậy thầy có thể là 2 cộng cho x 3 phần 7. Như vậy ở đây là 3 phần 7. Thầy ghi xuống dưới đây. Dưới mẫu là 3 nhân cho căn bậc 3 của 11 bình. Như vậy ở đây 3 3 hết. Còn lại là 1 chia cho 7 nhân cho căn bậc 3 của 11 bình. Ở đây thầy sẽ sửa lại cái phương án A. Ở đây có lẽ là thầy đã đánh nhầm. Nếu bây giờ chúng ta xử lý theo kiểu tự luận thì như thế nào? Thì bậc 3 này chúng ta nên bấm xem thử là nó có 2 nghiệm hay là 3 nghiệm gì hay không. Nếu không thì phải chịu khó chúng ta chia hóc nghe. Thầy bấm thử. 1 0 trừ 5 2 nghiệm lý nghiệm gì nghiệm lý. Nếu mà máy tính VN thì nó có tính năng là ngán nghiệm vào các giá trị, thì khi đó chúng ta có thể là tìm các cái biểu thức bậc hai còn lại nó dễ dàng hơn. Máy này thì không không có cái tính năng đó. Thì nếu thông thường thì chúng ta phải sử dụng là sơ đồ không nên để chúng ta xử lý. Vậy chúng ta kết thúc câu số 15. Bây giờ nếu sử dụng máy tính Casio ngay từ đầu thì chúng ta xem thử kết quả như thế nào. Có giống như là phương án A hay không? Căn bậc 3 của 2x bình cộng 3 trừ căn bậc 3 5x cộng 1 chia cho x mũ 3
trừ 5x cộng 2. Giá trị này chúng ta tiếp theo, nếu mà chúng ta so với bốn đáp án thì chúng ta bắt đầu chúng ta trừ đi đáp án thứ nhất, 7 nhân cho căn bậc 3 của 11 bình. À, đây là số rất là gần không, thì chúng ta xem như là phương án A và cái kết quả của chúng ta nó là 1, thì khi đó chúng ta sẽ chọn phương án A. Bây giờ thầy sẽ chọn thử, thầy sẽ trừ thử, ví dụ thầy sẽ trừ thử câu D chẳng hạn. Rõ ràng là không phải, bởi vì máy tính nó sẽ tính cho chúng ta gần đúng giới hạn, thì khi đó chúng ta nếu mà chúng ta trừ ra đáp án thì nó sẽ được số rất gần không. Đây chính là đáp án của chúng ta. Tiếp tục câu số 16. X trừ 4 trừ căn x cộng 4 cộng 2 chia cho x trừ 5 yên tới 5. Không phải 3333. Đây, chúng ta xem như đó là 1/3. Thầy gọi thử. Chúng ta chọn câu C. Nếu làm theo kiểu tự luận thì khi đó chúng ta phải tách, sau đó chúng ta nhân liên hợp. Công việc nó cũng không có mất nhiều thời gian hơn là sử dụng máy tính là bao nhiêu. Chúng ta qua câu số 17. Đi tiến tới dư vô cùng. Câu này thầy khuyên là chúng ta nên làm theo kiểu tự luận. Ví dụ tinh tử bậc 1 dưới mẫu bậc 1, thì thật ra tinh tử chúng ta chỉ quan tâm đến x dưới mẫu x bình rút ra khỏi căn. Nếu dương là x, nếu âm là trừ x, như vậy ở đây dương x. Còn nếu bạn nào thích sử dụng máy tính thì chúng ta có thể làm như sau: x trừ 1 chia cho căn bậc 2 của x bình trừ 1, chúng ta gọi 0,999, đây là chính là số 1. Thầy đã gán giá trị là 10 mũ 10 vào đây. Câu số 18. Tương tự nếu sử dụng Casio, bây giờ nếu chúng ta nhìn theo kiểu tự luận tức là gì? Ở đây chính là căn tử là bậc 4, như vậy chúng ta quan tâm đến x mũ 4 dưới mẫu x mũ 3 nhân cho 3x 44 hết, như vậy ở đây là 1 chia cho A là căn bậc 3 chia 3 quen đơn. Câu số 19, y tiến tới âm vô cùng, ở đây chính là 2x, x bình đưa ra khỏi tức là trừ x, đưa trừ ra ngoài ở đây chính là trừ 5x bình. Như vậy bài này 2/5 phương án C. Câu số 20. X âm trừ x, x bình đưa ra khỏi căn bậc 2. Nếu dương là x, nếu âm trừ x dưới mẫu x. Như vậy bài này còn lại là trừ 2. Qua câu số 21. Y tiến tới 1 trừ. Chúng ta thay số 1 vào, tinh tử là 0, dưới mẫu là không. Chúng ta bắt đầu, ta sẽ làm theo kiểu tự luận trước. Nếu bài này nếu mà bạn nào cảm thấy là tự luận nó khó thì chúng ta làm theo kiểu Casio. Căn 1 trừ x, ngay đây không, ngay đây không, ngay đây không, như vậy chúng ta không cần nhân liên hợp, chúng ta sẽ rút thẳng ra. Ở đây rút căn của 1 trừ x ra ngoài, còn lại là 2 cộng căn của 1 trừ x. Đó, đây không, như vậy đáp số là 1/2. Bây giờ nếu chúng ta sử dụng Casio, căn
1 trừ x chia cho 2 căn 1 trừ x cộng 1 trừ x. Chúng ta gọi yếm tới 1 trừ, tức là 1 trừ đi số rất là nhỏ 0,499, đây chính là 0,005, là 1/2. Chúng ta qua câu số 22. Ý kiến tới âm vô cùng, thầy sẽ làm theo kiểu tự luận. Nếu mà trắc nghiệm thì bạn nếu mà sử dụng Casio thì bạn sẽ nhập vào âm vô cùng, tức là trừ 10 mũ 10 hoặc là trừ 10 mũ 5, trừ 10 mũ 6. Nhưng mà lưu ý cũng giống như ở video trước là một số bài toán do máy tính nó làm tròn nên cái kết quả của chúng ta đôi khi nó không có chính xác. Bài này thầy làm theo kiểu tự luận. Tương tự là 2. Dưới mẫu x bình rút ra khỏi là trừ x trừ x. Như vậy bài này thấy ngay 2 chia trừ 2 là trừ 1 phương án. Còn một số câu các bạn có thể là bấm dừng video chúng ta thực hiện và thầy sẽ gặp lại các bạn ở phần số 3.